Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại xem video của em nhé. Ngày hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Mitsubishi Fuso anh em nhé. Đây chính là cái lốc điều hòa của nó này. Đây là chuẩn bị chuyển cho anh em là một dàn nóng này, một lốc này. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu sơ qua về chiếc lốc này. Lốc này khá là đặc sắc nha anh em nhé. Chân của nó sẽ như này. Nó bắt tiêu thì nó sẽ không như bắt những cái dòng thông thường, nó bắt gần như là ngược lại này. Bu ly của nó là bản B, một rãnh cổ hơi đua ra. Bốn chân lốc được bắt vào với phần động cơ máy này, xuyên qua thân này. Dòng lốc này cực kỳ khỏe luôn. Anh em có thể nhìn thấy thân là dạng thân tròn. Riêng cái dòng Mitsubishi khi nó đã là thân này thì nó rất là khỏe. Và có một số lưu ý cho anh em này. Thứ nhất là dầu, chúng ta sẽ lên sử dụng dầu vang 56 hoặc 46 đó. Lưu lượng của nó thì là 120ml trên một lần châm. Ga là R134, và đây là cái chiều của người ta chỉ để nó chính là cái chiều cánh quét của lốc. Đây là cái mã QR, đây là cái mã sản phẩm, nhưng cũng không cần quan tâm lắm. Đây thì chúng ta sẽ cùng nhìn sang bên này. Đó. Đây chính là chiếc cái van áp suất để bảo vệ lốc này. Lốc này sử dụng hoàn toàn 100% van điện đấy anh em nhé. Đây chúng ta nhìn. Ủng vun điện, insulation nhầm. Đây là cái van áp suất để bảo vệ lốc này. Đây là chính là hai cái mặt bích này. Mặt bích của cái dòng Fuso Canter này thì nó có một đặc điểm đó là nó bắt ở viền. Một đời nữa là nó bắt ở trên, nhưng mà nó bắt vào một khối này rồi nó ốp vào thân lốc. Đây, qua 6 con ốc. Đây đường hồi này, đây đường cao áp này. Đó. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của dòng xe Mitsubishi Fuso. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.